Kết thúc trận chiến trong tòa tháp ánh sáng, cả hai quay về căn phòng của Kaguya. Hotaro đã được Kaguya tặng cho một bộ trang phục hết sức lấp lánh và những trang sức ống ánh được đeo lên tai của Hotaro với mục đích là biến Hotaro trở thành một người đầy hào nhoáng như mình. Nhưng đáng tiếc, với gương mặt hết sức tốt bụng của mình thì Hotaro có vẻ không hợp với vai diễn này. Đột nhiên một thông báo được gửi tới, cuộc tấn công của đám Hunters lại tiếp tục với sự lãnh đạo của tên Boss xuất hiện ở tập trước. Hotaro đã muốn đến thành phố để giải cứu tất cả mọi người, nhưng hồi đáp lại anh lại là sự thờ ơ của Kaguya. Anh ta cần sự hào nhoáng và thanh lịch, chứ không phải là lao thẳng ở chiến trường. Điều này mâu thuẫn ngay lập tức với người anh hùng trẻ tuổi của chúng ta. Vì muốn bảo vệ tất cả mọi người, Hotaro đã không còn tin tưởng Kaguya, cởi bỏ tất cả những trang sức ống ánh và lao thẳng tới chiến trường. Tại chiến trường, trước khi trận chiến được diễn ra, về sự kiêu ngạo cũng như hào nhoáng của Kaguya, anh ta đã được Kamen Rider DK cứu trong thời điểm đám Hundreds vừa tấn công vào thế giới của anh ta. Ngưỡng mộ đến sức mạnh của DK, anh ấy đã hoàn thành được hệ thống Aura. Thông qua lời dặn của ông mình, Kaguya đã quyết tâm trở thành một người hào nhoáng và tỏa sáng. Điều này sẽ giúp anh thu hút được đám Hundreds, loại bỏ khả năng bọn chúng tấn công những người dân vô tội. Đó chính là cách anh ta chiến đấu, hào nhoáng để bị kẻ thù nhắm tới, chứ không phải để chúng nhắm tới những người khác, và càng không phải đó là sự tự cao của bản thân. Hiểu được điều này, Hotaro đã cùng nhau chiến đấu với Legend. Đối mặt với thủ lĩnh của Hundreds, kẻ đã chuyển hóa thành Kamen Rider Burglar, Gacha đã sử dụng hai combo hoàn toàn mới, với combo kết hợp từ W và O để tạo thành 5 ngón tay sạch đều. Anh ấy chỉ tận dụng được khả năng của thanh gươm của O để chém toan kẻ thù. Sức mạnh từ Bill và 4Z giúp anh có thể bay lượn một chiếc tên lửa. Trận chiến giữa Burglar cũng như Legend được diễn ra khi Legend chuyển hóa thành DK và sử dụng động Phoenix từ DN, kết thúc hoàn hảo khi Gacha với hình dạng 4Z Bill cùng với Legend phối hợp để tung ra đòn Rider Kick, khóa chặt kẻ thù bằng biểu đồ của Bill được điểm tô bằng màu vàng kim và kết thúc bằng cú Rider Kick của Legend. Cả hai đã có sự thấu hiểu và công nhận với nhau. Với Kaguya, anh đã nhìn thấy trái tim tốt bụng cũng như sự chân thành mà Hotaro mang lại cho mình. Hotaro đã nhìn thấy được sự hào nhoáng không phải chỉ để khoe khoang, mà đó chính là cách anh dùng để bảo vệ tất cả mọi người. Thời gian cũng đã hết, Hotaro đã phải rời khỏi thế giới của Legend. Nhưng với câu nói của Kaguya, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Hotaro quay trở về thế giới của mình, gặp lại người bạn cũ với những ký ức về Kaguya vẫn còn đọng lại trong Hotaro.